Số 92 đó chính là số ký của tôi đúng không ạ? Điểm số mà hệ thống dành cho Nguyễn Đình Vũ ở trong bài hát vừa rồi là bao nhiêu nha? Xin mời hệ thống. Trời ơi, chấn động lòng người. 92 thôi, điểm. Điểm 1. Chương trình ơi, tôi biết tôi 92 ký rồi. Tại sao mà muốn chơi tôi nữa, tôi đã lỡ. Nhấn hoài, sao mà nhấn cái này hoài vậy ta? Vũ ơi, thấy không, ngày hôm nay mấy cái bài hát số 92 bé. Nữa hả? Nếu mà về nhà em với lại Nam khi coi lại tập này, em thấy trong cái tập này con số tâm linh là con số 92. Tại sao con số là con số tâm linh? Tại vì đó là số ký của tôi, nãy giờ thấy 92, 92 quá trời. Ê, cái số thứ hai là hai số 92 luôn kìa. Là hai số. Trời ơi, thì ra là người đàn ông vô cùng tinh tế và thật là chu đáo khi mà lo lắng mua. Ủa, ê, nói nghe nè, sao mà hình như tôi thấy có ba cái à? Hay thiếu một cái ông ăn rồi. Hai lần à? À, hai cái ông ăn rồi. Vậy là ba cái này là cho ba đứa mình. Yeah, đúng rồi. Người bạn của anh là trong lúc mà mình gọi điện thoại á, là bạn anh đang mua. Mà cái từ cái đoạn mà từ cái xăng mà đến cái quán á, là coi bạn ăn hai cái rồi. Hả? Đúng rồi, hai cái bánh mì chả bông cuộn tròn lại có rau anh chởn nữa, rất là ít clean. Ừ, đó. Rồi ta gọi là kiểu như là ăn uống mà healthy á. Healthy lắm. Mà ngộ nha, lại gặp Sam lại có liên quan tới thức ăn nữa. Trời không ơi. Không biết là cái lần thứ mấy luôn á, bây giờ Vũ phân phát cho mọi người nè. Nói vậy chả khác đầu là em ăn nhiều anh ơi, nhưng mà đó là sự thật anh ạ. Em rất là khoái biết đồ ăn, cho em chả bông này đi. Chà, trời ơi. Mặt anh mình hơi buồn á. Ờ đúng rồi, tại vì mình đang nhắm cái chà bông đó từ đầu nãy giờ nhìn xuyên qua đó. Đây. Cảm ơn Vũ. Trời ơi, thiệt là luôn á, Vũ chu đáo quá trời luôn á. Có gì đâu, Vũ dễ thương, trời lúc nào Vũ cũng nghĩ hết chứ mọi người hết trơn. Vũ cứ mua bánh à, bên chương trình lo tiền. À lộn lộn, không có, không có. Cái này là cái tâm của tôi nói nhầm ạ. Các bạn đã nắm luật chưa ạ? Ok, ok. Chết rồi, mắc cận. Em mắc cận hả? Anh bị loãng thị. Nãy giờ anh nhìn cái màn hình nó chạy ra ngoài không à. Và mã số cố định của chương trình ngày hôm nay là mã số 92. Vì sao anh? Vì nó liên quan đến ca khúc các bạn vừa mới hát xong. Liên quan chỗ nào ạ? Tôi rất là khẳng định là cái năm mà ca khúc này ra đời, ra mắt. À, sai. Sai đúng không? Cái này cho Vũ hỏi thử được không? Nói thử. Ok, ok. Số 92 đó chính là số ký của tôi đúng không ạ? Tôi đã giấu rồi mà. Không phải hả? Không phải, không phải thôi, không phải thôi. Không biết, không biết. Hỏi đại thôi, đâu biết. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Rồi gì nè? Có phải là cái năm mà nhóm Tam Cao Trắng thành lập không? Chính xác. Mái ơi, hãy chấm điểm nghiệp cho tôi tăng lên đi ạ. Tôi có biết tấu nhiều lắm. Chế lời nữa nè, lát bị trừ điểm chứ coi. Thôi chế lời, đó là Vũ là hát niềm, Vũ hát theo hỏi vùng miền. Nào, hát theo giọng vùng miền luôn á. Rồi gửi em chiếc khăn cho ấm lên bến xe miền Tây về quê luôn em ơi. Hồi xưa là nhớ lần đầu tiên mà anh đi biểu diễn á, là lúc đó là còn nhóm nhạc trẻ nọ rồi đó, lần tiên là đi diễn tỉnh á. Chưa có xe riêng đúng không? Làm anh? Gì có xe riêng, đi đi ra bến xe nè, lên đi Cần Thơ. Trời ơi, nhớ hoài luôn, kỷ niệm hoài luôn. Phải nói là một cái địa điểm mà cũng đã từng gắn bó cái kỷ niệm nào đó với tất cả chúng ta đúng không nào? Để coi chúng ta hãy cùng kiểm tra điểm số mà hệ thống dành cho Nguyễn Đình Vũ ở trong bài hát vừa rồi là bao nhiêu nha. Xin mời hệ thống. Trời ơi, chấn động lòng người. 92. Thôi, điểm 1. Chương trình ơi, tôi biết tôi 92 ký rồi. Tại sao mà muốn chơi tôi nữa, tôi đã lỡ. Nhấn hoài, sao mà nhấn cái này hoài vậy ta? Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem thử thách vừa rồi Vũ có vượt qua hay không nha. Xin mời hệ thống. Vậy mà vẫn thua một điểm không sao. Anh biết một điểm gì không? À, một điểm nhân quả. Ghét con số 92 dễ sợ.
Sam là giống như một cái từ điển âm nhạc vậy đó. Là cứ khi bao giờ mà mình cần tới rớt một cái nào mình phải vô liền, sọt cái là vô liền, không có để trống trải một cái đoạn nào hết. Đúng trơn. Đúng rồi, chương trình mời em chỉ có nhiêu đó thôi mà anh điền vô chỗ trống của chương trình mà. Rất là cần thiết luôn, nói chung là MC âm nhạc như vậy là xịn rồi. Xịn. Đó. Quá xịn rồi. Cái này mà qua bên Vũ thu âm Sam chỉ cần hát vậy thôi, You Miss hả, nghe giọng y như chị Mỹ Tâm hát luôn. Ủa thiệt không? Ồ. À, được hết. Công nghệ bây giờ ghê được lắm, chỉ giờ như Sam chỉ cần này nè. Ủa, Vũ ơi, là do cháu Thành là Vũ ơi. Ủa đúng luôn. Ghê vậy luôn. Mấy cái công nghệ bây giờ nó hay quá vậy trời. Nói vậy là ngày mai Sam làm album liền á, chứ Sam là chuẩn bị là 80 bài rồi. Thiệt rồi. Trời 80 bài rồi, bây giờ đang chờ một cái phòng thu nào chỉnh giọng là chịu chấp nhận thôi là lên. Không chịu thôi đó. Không, bản thân Vũ tại vì mình ở trên sóng truyền hình cho nên mình ít khi nào mà mình nói về cái phòng thu của Đình Vũ là ở quận Bình Tân rất là đẹp và xịn sò. Khi nào mà Sam có thể xuất hiện thì có thể qua bên bển thu. Khi thu hát có người đứng cổ động nữa à. Dạ. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem điểm số dành cho bài hát vừa rồi của Huỳnh Tú nha. Xin mời hệ thống. 85 điểm. Động con tim. Nãy Vũ 86. Vậy là mình bằng nhau. Trời là quá giỏi quá. Chưa. Bây giờ phải coi thử thách em đúng. Thử thách em đúng không? Anh thấy thử thách em hát sai một chữ. Em không sai, em chắc chắn tại luôn. Tại vì lúc đó em đang lo cái chữ gì, em hát thành chữ gì mất tiêu rồi. Vấn đề là dấu mà đâu phải là phát âm đâu. Tình cảm anh em cái hình như là hơi lộn xộn từ đoạn này từ đoạn này á. Anh cố tình nói vậy để cho biên tập trong trọng á xoắn não lên. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để bước vào vòng quan trọng, vòng quyết định của ngày hôm nay. Ở trong cái lượt đi tìm hành khách bí ẩn á thì Vũ đã tìm được hành khách bí ẩn là Thiên An trước, do đó bạn giành được một quyền ưu tiên, đó chính là lựa chọn mã số bài hát của chương trình. Ok ạ. À. Em đang coi gì ạ? Tôi phản đối. Tôi phản đối. Lo. Phản đối gì, mình kiếp sau thì mình chịu thôi. Là bây giờ nhận thôi giờ mình nghỉ hát đi chứ giờ kiện hoài. Bây giờ phẫn nộ đúng không Tú ạ? À? Em nghĩ là phải sắp xếp một cái chương trình gì đó để mà giải tỏa được cái nỗi khó chịu và bức bách trong người chị Tú ra. Không sao, bữa sau chương trình sẽ mời lại anh em mình chơi thêm lần nữa. Đứng hình mất 5 giây. Phiên bản đi xe đạp. Không có cái xe nào vừa tôi đâu ạ. Mình lựa bài hát liền đi ạ. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem hai mã số bài hát của chương trình nha. Xin mời hệ thống. 922657 920921. Vũ ơi, thấy không, ngày hôm nay mấy cái bài hát số 92 nữa hả? Nếu mà về nhà em với lại Nam khi coi lại tập này, em thấy trong cái tập này con số tâm linh là con số 92. Tại sao con số là con số tâm linh? Tại vì đó là số ký của tôi, nãy giờ thấy 92 quá trời. Ê, cái số thứ hai là hai số 92 luôn kìa. Là chọn số thứ hai đi. Đó. Số thứ hai. 920921. 920921, xin mời hãy cho chúng tôi biết đó là bài hát gì ạ? Ngày chưa giông bão. Wow, bài này bài khó nha. Đúng luôn á, thiệt, ngày chưa giông bão mà lên chiếc xe bão táp quá. À, đúng là thay âm cũng theo mùa luôn. Bây giờ là nắng rồi mưa rồi, bây giờ bão tố. Bão tố đó, bão tới nha. Vậy là bây giờ chúng ta chốt là sẽ giữ mã số này. Dạ, giữ mã số. Dạ, chốt. Vậy thì